Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Ngày đó, vua Asheru ban cho hoàng hậu Esete cái nhà của Haman, kẻ ức hiếp dân Juda. Còn Mardochê đi vào trước mặt vua vì bà Esete đã bày tỏ người là thân thuộc mình. Vua cởi chiếc nhẫn mà người đã lấy nơi Haman và ban cho Mardochê. Bà Esete đặt Mardochê trên nhà Haman. Bà Esete lại còn nói trước mặt vua và phục xuống dưới chân người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Haman người Agag đã toan ý hại dân Juda. Vua đưa cây phủ việc vàng ra cho bà Esete. Đoạn bà trỗi dậy và đứng trước mặt vua mà rằng: Nếu vừa ý vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc làm tiện ích và tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu mẹo của Haman, con trai Hammedatha người Agag viết đặng truyền giết những dân Juda ở trong các tỉnh của vua. Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng dõi tôi. Vua Asheru nói với hoàng hậu Esete và Mardochê người Juda rằng: Này, ta đã ban cho bà Esete nhà của Haman, còn hắn người ta đã xử treo một hình, bởi vì hắn đã tra tay ra làm hại người Juda. Vậy hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Juda điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được. Bây giờ nhằm tháng 3 là tháng Sivan, ngày 23, những thầy thơ ký được gọi vào. Họ y theo mọi điều Mardochê dạy biểu mà viết cho dân Juda, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia, tức 127 tỉnh, viết cho tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Juda thì theo chữ và tiếng của họ. Mardochê viết nhân danh vua Asheru và ấn dấu bằng chiếc nhẫn vua, rồi sai lính trạm đem thơ đi cởi ngựa hăng và ngựa nòi, bởi ngựa để giống sinh ra. Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Juda ở trong các tỉnh các thành của nước Asheru hiệp lại nổi trong một ngày, là ngày 13 tháng 12, tức tháng Ada, đặng binh vực sanh mạng mình, tuyệt diệt, đánh giết và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch toan hãm hiếp mình, vợ và con cái mình, cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được công bố trong mỗi tỉnh, một tờ sao lục chiếu đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho người Juda sẵn sàng về ngày đó mà trả thù các cừu địch mình. Vậy những lính trạm cởi ngựa hăng và ngựa nòi, vân mạng vua thúc giục lật đật đi. Đoạn chiếu chỉ ấy được truyền ra trong kinh đô Susa. Mardochê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím. Thành Susa các tiếng reo mừng và hớn hở. Về phần dân Juda thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. Trong mỗi tỉnh, mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lệnh và chiếu chỉ của vua thấu đến thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Juda, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Juda, bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Juda lắm. Chương 9. Tháng 12 là tháng Ada, ngày 13. Khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lệnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Juda ham hố lấn lướt họ. Nhưng việc đã đổi trái đi, chính các người Juda đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình. Thì dân Juda hiệp lại tại các thành trong khắp các tỉnh của vua Asheru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình. Chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Juda lắm.
các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản cùng những người coi việc vua đều giúp đỡ dân Giu-đa vì họ kính sợ Mạc-đô-chê. Vì Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh. Bởi người, Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng. Dân Giu-đa hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó. Phàm kẻ nào ghét họ thì họ đãi theo mặt ý mình muốn. Tại kinh đô Su-sơ, dân Giu-đa đánh giết 500 người và họ cũng giết phạt Sang-đa-tha, Đanh-phong, A-ba-tha, Phô-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha, phạt Ma-ta-sa, A-ri-sai, A-ri-đai và Va-ye-sa-tha, tức là 10 người con trai của Ha-man. Cháu Ham-mê-đa-tha là kẻ hãm hiếp dân Giu-đa, nhưng chúng không tra tay vào hóa tài. Trong ngày đó, người ta đem cho vua hai số những kẻ bị giết trong kinh đô Su-sơ. Vua nói với hoàng hậu Esete rằng, dân Giu-đa đã giết chết tại trong kinh đô Su-sơ 500 người và 10 con trai của Ha-man thay. Lại trong các tỉnh của vua, chúng còn đã làm chi nữa? Bây giờ nàng xin gì? Tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu chi nữa? Tất sẽ làm cho. Bà Esete thưa rằng, nếu đẹp ý vua, xin hãy nhậm cho ngày mai dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay và cho phép treo nơi mộc hình 10 con trai của Ha-man. Vua bèn truyền lệnh làm như vậy. Có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Su-sơ và người ta treo 10 con trai của Ha-man. Dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng hiệp lại trong ngày 14 tháng của A-đa và giết 300 người ở tại Su-sơ, nhưng chúng không tra tay mình vào hóa tài. Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua bàn hiệp lại binh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết 75.000 người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài. Việc ấy xảy ra nhằm ngày 13 của tháng A-đa, còn ngày 14 tháng ấy chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Nhưng dân Giu-đa ở tại Su-sơ nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy, còn ngày 15 tháng ấy chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở các nơi hương thôn lấy ngày 14 tháng A-đa là một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. Mạc-đô-chê ghi chép các điều này và gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-xua-ru hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và 15 của tháng A-đa. Vì trong ngày và tháng ấy, dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an. Sự đau đớn đổi ra mừng rỡ và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ. Lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Giu-đa nhận làm theo việc mình đã khởi làm và theo điều Mạc-đô-chê đã viết gửi cho mình. Vì Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha dân A-gát, kẻ hãm hiếp hết thảy dân Giu-đa, có lập mưu hại dân Giu-đa đặng tuyệt diệt đi, và có bỏ phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà Esete đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Ha-man đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của hắn, và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi mộc hình. Bởi cớ đó, người ta cứ theo chữ phu-rơ mà gọi các ngày đó là phu-rim. Lại vì có lời của thơ này và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình, nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình và cho những người sẽ nhập bọn với mình. Mỗi năm phải giữ hai ngày này tùy cái thơ này và theo thì nhất định, chẳng ai nên bỏ bê. Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời, chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này khỏi giữa dân Giu-đa và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ. Hoàng hậu Esete, con gái của Abihai và Mạc-đô-chê người Giu-đa, lại viết thơ thứ nhì đặng khuyên dân Giu-đa gìn giữ lễ Phu-rim. Người lấy lời hòa bình và chân thật mà gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong 127 tỉnh của nước A-xua-ru, đang làm chứng quyết định các ngày Phu-rim ấy theo thì tiết nhất định, y như Mạc-đô-chê người Giu-đa và hoàng hậu Esete đã dạy biểu chúng,
và y như chúng đã lập lý cho mình và cho dòng dõi mình về kỳ kiêng ăn và ai khóc. Lĩnh mạng của bà Esete định việc giữ các ngày Phu-riêm. Đoạn điều đó được chép vào sách. Chương 10. Vua Asheru bắt sứ và các cù lao của biển nộp thuế. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của mặt đô chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Medi và Pherusha. Vì mặt đô chê người Juda làm tể tướng của vua Asheru trong vòng dân Juda, người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho Timôthê. Chương 1. Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Epheso để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được chọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính phạm tội, những kẻ vô đạo nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ý đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chương 2. Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người,
ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối, vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chương 3. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành. Lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi. Có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻ bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Thi Thiên 11. Tôi nương náu mình ở Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta, hãy trốn lên núi ngươi như con chim? Vì kìa, kẻ ác dương cung, tra tên mình trên dây, đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng. Nếu các nền bị phá đổ, người công bình sẽ làm sao? Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời. Con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm. Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình. Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báu của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng,
hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.